Và tôi xin tuyên bố Võ Lâm Minh Chủ chính là Võ Lâm, Võ Lâm, Võ Lâm, Võ Lâm, Võ Lâm chính là Đường Môn. Dũng, cầm điện thoại giùm tôi. Nam, chỉ là boss nhà Minh Chủ đó mà Nam. Nam, Võ Lâm. May quá, nó tỉnh rồi. Cảm ơn em. Lời đồn về Thiên Phái quả thật không sai. Dạ không có gì đâu ạ. Hả? Tôi đang ở đâu đây? Nhìn coi. Thằng quỷ, sao mày đưa tao đến Thú Yên? Mất cỡ quá hai ơi. Đây là phái Thú Yên chứ không phải là Thú Y. Mày xỉu nữa tao đưa mày tới đây đó. Thú Yên phái quả là danh bất hư truyền. Ai xỉu đưa tới đây đều thức tỉnh ngay lập tức. Quá là xuất sắc. Xin lỗi em, anh đã hiểu lầm em. Cảm ơn em vì tấm chân tình này. Tấm chân tình này của tao mới đúng. Nhờ tao xỉu mày mới tới được đây chứ mày. Tao đưa mày tới. Tao đưa mày tới nè. Tao của tao. Của tao. Mobile để trải nghiệm Thúy Hiên thức tỉnh với vũ khí kiếm và ngoại hình đầy quyến rũ nha. Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile phiên bản mới, thiên ý băng tâm.